Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết giá heo hơi ngày 11 tháng 12 năm 2023, nguyên nhân khiến giá heo đang tăng thì chững lại. Khi giá heo miền Bắc tăng nhanh, cách đây vài ngày, nguồn heo từ các tỉnh miền Tây Nguyên, miền Nam, ra Bắc nhiều, khiến đà tăng trứng lại. Giá heo hơi miền Bắc Theo ghi nhận, hiện nay giá heo miền Bắc quanh mức 48.000 đến 51.000 đồng 1 kg, mức 52.000 đồng chột kg còn rất ít chỉ giải rác một số khu vực. Tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Hà Nội, Hương Yên, Nam Định, Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình. Giá heo giữ ở mức 48.000 đến 51.000 đồng ruột kg. Giao dịch heo ở các địa phương trong vùng không còn sôi động như cách đây vài ngày. Giá heo tại các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang. Từ 47.000 đến 50.000 đồng ruột kg, mức giá hình thành một ngày trước đó. Tại các tỉnh miền núi Tây Bắc giá heo tại Hòa Bình từ 49.000 đến 51.000 đồng ruột kg. Sơn La, Lai Châu, Điện Biên trong khoảng 49.000 đến 51.000 đồng một kg. Các tỉnh Đông Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai 49.000 đến 51.000 đồng một kg. Quảng Ninh 50.000 đến 51.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên. Hầu hết các tỉnh miền Trung Tây Nguyên giá heo dưới ngưỡng 50.000 đồng một kg. Nhất là tại Tây Nguyên có địa phương giá heo chỉ 45.000 đến 46.000 đồng một kg. Tại Bắc Trung Bộ, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà tĩnh giá heo ở mức 47.000 đến 49.000 đồng 1 kg. Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế phổ biến từ 46.000 đến 49.000 đồng 1 kg. Khu vực Nam Trung Bộ giá heo từ 46.000 đến 50.000 đồng 1 kg. Trong đó các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng giá heo từ 48.000 đến 50.000 đồng 1 kg. Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa 47.000 đến 49.000 đồng 1 kg. Bình Định 47.000 đến 49.000 đồng trên kg. Bình Thuận từ 47.000 đến 49.000 đồng 1 kg. Giá heo tại Tây Nguyên quanh mức 46.000 đến 49.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Đắk Lắc, Gia Lai, Con Tum, Đắk Nông từ 47.000 đến 49.000 đồng 1 kg. Lâm Đồng 48.000 đến 50.000 đồng trượt kg. Giá heo hơi miền Nam. Giá heo miền Nam mức giá giao dịch khá tương đồng với các tỉnh miền Trung. Cụ thể, tại các tỉnh Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước quanh mức 48.000 đến 50.000 đồng một kg. Giá heo tại các tỉnh Tây Nam Bộ từ 47.000 đến 50.000 đồng một kg. Trong đó Long An và Tiền Giang 48.000 đến 50.000 đồng một kg. Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bến Tre, Bạc Liêu từ 46.000 đến 49.000 đồng một kg. Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang từ 48.000 đến 51.000 đồng một kg. Ông Lê Văn Đẳng Phó Tri Cục Trưởng Tri Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bạc Liêu cho biết, ngành chăn nuôi và Thú y tỉnh Bạc Liêu đã chủ động tiêm phòng khoảng 80% trên tổng số đàn heo của tỉnh. Đối với người chăn nuôi trong thời gian này cần chủ động tiêm phòng tất cả các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác để tạo sức đề kháng cho đàn heo. Bên cạnh đó, người nuôi cũng cần cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho đàn heo khi thời tiết thay đổi như hiện nay. Cho heo ăn thức ăn phải đảm bảo chất lượng, không ẩm mốc. Đồng thời, cung cấp đầy đủ nước sạch cho heo khi tiếp nhận heo từ nơi khác tới phải cách ly theo dõi 7 đến 10 ngày tránh lây lan dịch bệnh. Ngành chuyên môn tỉnh Bạc Liêu cũng khuyến cáo người chăn nuôi, khi phát hiện đàn heo có biểu hiện nhiễm bệnh cần báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời cắt đất bầm bệnh. Ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú Y khẳng định Việt Nam đã và đang chia sẻ đầy đủ, kịp thời thông tin, kết quả nghiên cứu, đánh giá và cấp phép lưu hành vaccine dịch tả heo châu Phi tại Việt Nam cho Tổ chức Thú Y Thế Giới và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc. Cục trưởng cục thú y khẳng định quá trình nghiên cứu, phát triển, sản xuất thành công và chính thức cấp phép sử dụng vaccine dịch tả heo châu phi diễn ra minh bạch. Việt Nam đã chia sẻ đầy đủ thông tin từng công đoạn phát triển của vaccine không chỉ với WHO, mà cả cộng đồng quốc tế. Theo quy định của quốc tế và trong nước, Việt Nam không có trách nhiệm phải báo cáo, chia sẻ toàn bộ kết quả, số liệu chi tiết về nghiên cứu thuốc thú y nói chung, vaccine thú y nói riêng và kể cả vaccine phòng dịch ASF cho các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, đây là loại vaccine khó nghiên cứu. Thế giới chưa có vaccine thương mại nên Việt Nam đã nhiều lần chủ động chia sẻ thông tin nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm vaccine với WHO và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, FAO, Cục trưởng Nguyễn Văn Long chia sẻ. Thông thường, cuối năm và Tết Nguyên đán là thời điểm thị trường chăn nuôi sôi động nhất, mùa hốt bạc của nông dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, thị trường năm nay lại diễn biến khác thường. Sau khi bật tăng lên mức 60.000 đến 65.000 đồng một kg vào giữa tháng 7, giá heo hơi nhanh chóng quay đầu giảm và liên tục đi xuống cho đến nay. Cập nhật ngày 7 tháng 12, giá heo hơi ba miền khoảng 48.000 đồng 1 kg, giảm 21 đến 27% so với đầu tháng 7 và giảm 8 đến 10% so với cùng kỳ năm 2022. Chia sẻ với người viết, ông Tống Xuân Trinh, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, cho biết giá thành sản xuất doanh nghiệp quy mô lớn dao động 50.000 đến 55.000 đồng một kg. Điều này có nghĩa thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp đang kinh doanh dưới giá vốn. Cả nông hộ và doanh nghiệp nhỏ đều hụt hơi vì kinh doanh dưới giá thành. Các doanh nghiệp lớn cũng ghi nhận lợi nhuận giảm sâu, ông Trinh nói. Với tình hình như hiện nay, tăng trưởng kinh tế chưa phải là động lực. Chúng tôi chưa tìm thấy động lực rõ ràng cho ngành chăn nuôi, chỉ hy vọng nhu cầu tiêu thụ, sức mua sẽ cải thiện hơn vào giai đoạn Tết nguyên đán. Thủ tướng yêu cầu ngăn chặn nhập lậu động vật, kiểm soát dịch bệnh chăn nuôi. Như vậy, sau một ngày trứng lại và tăng nhẹ ở một vài nơi, giá heo hơi đã quay đầu giảm trở lại khi sức tiêu thụ không được cải thiện, trong khi nguồn cung heo ra thị trường vẫn duy trì ở mức cao. Phần lớn các địa phương trên cả nước đã không giữ được mốc giá 50.000 đồng 1 kg, hiện giao dịch phổ biến quanh mốc 48.000 đến 49.000 đồng trượt kg. Bên cạnh đó, tình trạng nhập lậu động vật, da cầm, lợn và trâu, bò vẫn diễn ra phức tạp tại một số địa phương, gây nguy cơ xâm nhiễm các loại dịch bệnh, mất an toàn thực phẩm giá heo hơi Trung Quốc đang ở mức 47.800 đồng một kg, thấp hơn giá heo Việt Nam 600 đồng một kg, trong khi đó Thái Lan đang dư thừa nguồn cung, giá trị ở mức 40.000 đồng một kg. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành chỉ thị 29 CTTTG về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các địa phương và các bộ, ngành có liên quan kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán vận chuyển trái phép động vật sản phẩm động vật qua biên giới vào việt nam tập trung chỉ đạo tổ chức hướng dẫn đôn đốc kiểm tra việc phòng chống dịch bệnh động vật nhất là bệnh dịch tả heo châu phi chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh phát hiện sớm cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt đề ổ dịch không để dịch bệnh lây lan diện rộng chỉ đạo theo thông tin được công bố vaccine avacas f có ưu điểm chỉ cần tiêm một liều duy nhất. Sau khi tiêm 2 đến 4 tuần, heo sẽ có khả năng miễn dịch với virus dịch tả heo châu Phi, hiệu quả phòng bệnh ít nhất 5 tháng. Trong quá trình tiêm phòng thí điểm, trong vòng 72 giờ sau tiêm nếu heo bị chết do phản ứng với vaccine sẽ được công ty hoặc ngân sách nhà nước hỗ trợ. Nếu heo chết sau 72 giờ tiêm vaccine thì hộ chăn nuôi tự nguyện tiêu hủy và tự chịu mọi thiệt hại do dịch bệnh xảy ra. Kết quả đánh giá hiệu quả kháng thể sau tiêm là cơ sở quan trọng để ngành xem xét, tham mưu cho tỉnh sử dụng loại vaccine này trong thời gian tới. Các hộ chăn nuôi cần tăng cường chăm sóc, tiêm phòng đầy đủ cho heo, thực hiện tốt việc nuôi heo an toàn sinh học, chủ động phòng ngừa, không chủ quan với dịch. Khi phát hiện heo có biểu hiện nhiễm bệnh cần báo ngay đến cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, nhất là thời điểm cuối năm. Dù giá heo hơi trong nước giảm nhưng lượng nhập khẩu thịt heo vẫn tăng tháng thứ 6 liên tiếp. Heo nhập khẩu có là yếu tố tác động lên giá heo hơi trong nước. Theo lãnh đạo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do nguồn cung tăng mà sức tiêu thụ trên thị trường vẫn thấp nên giá heo hơi chịu áp lực giảm mạnh. Cụ thể, trong tháng 11 năm 2023, giá heo hơi đã giảm 5,34% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 2,79% so với tháng trước đó. Cục Chăn nuôi nhận định ở mức giá này, đa phần người chăn nuôi chịu thua lỗ cộng thêm dịch tả heo châu Phi và rủi ro giá cả nên sau khi bán heo, nhiều người chăn nuôi đã treo chuồng, e ngại không dám tái đàn. Về nguyên nhân giá thức ăn chăn nuôi chưa giảm, ông Đỗ Xuân Huy cho rằng đây là ảnh hưởng chung của ngành sản xuất lương thực, thực phẩm trong năm nay do tác động của El Nino làm giảm năng suất, sản lượng. Trong khi đó, xu hướng tiêu dùng thịt heo lại đang có sự thay đổi lớn, người tiêu dùng giảm sử dụng thịt heo nên cung vượt cầu. Đối với nguồn heo nhập lậu, ông Đỗ Xuân Huy cho biết giá heo Thái Lan hiện nay chỉ vào khoảng 39.000 đến 40.000 đồng một kg. Họ cũng gặp tình trạng dư thừa nên tìm cách bán sang Việt Nam. Chính phủ cũng đã có công điện chỉ đạo các bộ ngành có biện pháp ngăn chặn heo lậu, song không thể nào giám sát được hết các chiêu trò của thương lái. Từ đầu năm đến nay, dịch tả heo châu Phi vẫn diễn biến phức tạp, không chỉ đe dọa đến chăn nuôi nông hộ mà cả với chăn nuôi tại các trang trại lớn. Nhiều trại chăn nuôi buộc phải bán sớm heo với giá rẻ và cân nhắc việc tái đàn. Ngoài ra, cần xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm trái phép, không rõ nguồn gốc làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch bệnh cần tổ chức hiệu quả việc tiêm vaccine, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh. Dù được doanh nghiệp bán vaccine, hiệp hội tư vấn và vận động tiêm vaccine nhưng đến giờ tôi vẫn chưa có niềm tin. Nếu vaccine hiệu quả thì sao dịch lại bùng phát nhiều vậy? Với giá mỗi liều vaccine trên dưới 30.000 đồng, chỉ bằng nửa kg heo hơi, nhiều người nuôi sẵn sàng chi tiền mua vaccine, nhưng cái chính là tính hiệu quả đến đâu, phải nhìn vào thực tế mới dám áp dụng. Một chuyên gia trong lĩnh vực thú y phía Nam cho rằng với việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho vaccine dịch tả heo châu Phi lưu hành sau nhiều lần khảo nghiệm, đồng nghĩa việc vaccine phải ít nhiều mang lại hiệu quả phòng bệnh. Từ nay đến cuối năm, các địa phương cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, trong đó có heo hơi, đặc biệt là tại các cửa khẩu đường mòn, lối mở khu vực biên giới. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành giả soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, nhập lậu sản phẩm động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Một trong những giải pháp quan trọng thời điểm này được xác định là huy động các nguồn lực của địa phương để tổ chức xử lý rứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới. Đồng thời, tăng cường tiêm vaccine cho các đông trại và các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ để tạo lá chắn thép trong phòng chống dịch tả heo châu Phi. Theo đại diện lãnh đạo hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, dịch bệnh gia tăng, người chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ hạn chế tái đàn, thậm chí nghỉ nuôi. Tuy nhiên, khu vực trang trại và doanh nghiệp vẫn giữ ổn định quy mô chăn nuôi vì những ưu thế do quy trình sản xuất khép kín, chi phí chăn nuôi thấp hơn, cơ chế phòng chống dịch bệnh tốt. Đại diện hiệp hội trên nhận định, điều lo nhất của người chăn nuôi hiện nay là sức mua vẫn yếu. Bằng chứng rõ ràng nhất là vào mùa cao điểm Tết năm ngoái, giá heo không thể tăng như thông thường những năm trước đó xu hướng thị trường hiện tại khiến nhiều bà con chăn nuôi lo lắng. Nhằm đảm bảo kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ bằng nhiều giải pháp trên cơ sở triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình quốc gia về phòng, chống dịch bệnh động vật, tăng cường tiêm vaccine cho các đông trại và các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Cùng với việc cung ứng vaccine đến các trại nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng yêu cầu tăng cường các biện pháp vệ sinh, sát trùng khu vực chuồng nuôi và khu vực nguy cơ cao các trang trại hộ chăn nuôi lớn tăng cường các biện pháp an toàn sinh học khuyến khích tiêm vaccine phòng bệnh của đơn vị đã được cấp phép lưu hành yêu cầu tất cả cán bộ công nhân kỹ thuật phải thực hiện nghiêm các biện pháp xử lý sát trùng phương tiện dụng cụ ra vào trang trại có biện pháp ngăn chặn côn trùng thường xuyên tổng vệ sinh phun thuốc sát trùng khu vực nuôi khu vực xung quanh trên các tuyến đường trong và từ ngoài vào trang trại khi có heo bệnh nghi bị bệnh người dân phải báo ngay chính quyền và cơ quan chuyên môn để lấy mẫu xác định nguyên nhân không được bán chạy, giết mổ, vận chuyển đi nơi khác. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi, chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt đề ổ dịch. Không để dịch bệnh lây lan diện rộng, chỉ đạo lực lượng thú y tại cơ sở bám sát địa bàn, chủ động hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên theo dõi đàn heo áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Đợt bùng phát dịch tả heo châu Phi mới có thể khiến thiếu hụt một lượng nhỏ nguồn cung heo cho cuối năm nhưng sẽ không tác động nhiều đến giá. Nguyên nhân bởi quy mô đàn heo tại khu vực nông hộ giảm nhưng các doanh nghiệp lớn vẫn duy trì được đàn tốt nhờ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt. Hiện các hộ chăn nuôi đang chiếm 38% tổng nguồn cung heo toàn thị trường. Để phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh nêu trên cũng như bảo đảm nguồn cung thịt heo trong thời gian tới, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, công điện nhấn mạnh một số nội dung quan trọng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương, tập trung chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, đồn đốc, kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh, chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt đề ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng. Tiếp tục chủ động phối hợp với các tổ chức quốc tế và các nước trong việc chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh. Để đợt chăn nuôi cao điểm phục vụ thịt heo cho thị trường những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán, chuyên gia chăn nuôi khuyến cáo bà con sử dụng con giống chất lượng cao, thường xuyên tiêu độc sát trùng chuồng trại, ứng dụng công nghệ tự động vào các khâu sản xuất để giảm nhân công lao động thủ công, chủ động phòng ngừa các bệnh nguy hiểm thường gặp. Nhất là đến thời điểm này vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu Phi chỉ mới sử dụng thực nghiệm trên một số trại, chứ chưa tiêm phòng đại trà. Hiện nay là thời điểm các hộ nông dân tái đàn, chăm sóc đàn heo để cung cấp cho thị trường cuối năm tuy nhiên do thời tiết diễn biến phức tạp bệnh dịch tả heo châu phi vẫn xảy ra ở các địa phương để bảo đảm nguồn cung thịt heo trong mọi tình huống bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với bộ công thương và các địa phương tăng cường theo sát diễn biến cung cầu mặt hàng thịt heo nhằm tránh xảy ra đột biến cục bộ về giá theo dõi chất lượng và giá thức ăn chăn nuôi để có biện pháp chỉ đạo kịp thời các hộ dân trang trại cần tập trung chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học tiêm đầy đủ các loại vaccine phòng chống dịch bệnh xử lý chuồng trại khi vào vụ nuôi mới giá heo hơi cũng sẽ phải lên khoảng 60.000 đồng trên kg thì mới hài hòa được các khâu. Trừ trường hợp giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục giảm xuống nữa. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 11 tháng 12 năm 2023 được đăng tải trên kênh giá heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.